đi ăn bún nè. Đây là miếng thịt nướng nè, giá nè, này cộng dưa chuột nè. Học đậu phộng nè, chả giò. Đây là nước mát. Rồi cả nhà bắt chước mình làm bún thịt nướng, ăn với bún thịt nướng chả giò, ăn với rau sống, dưa chuột, giá, nước mắm. Nước mắm mình đâm nha, ngon lắm. Nước mắm tỏi ớt ngon lắm. Mọi người cứ làm ăn thử đi nha. Ok, bye bye.